với mục đích ý nghĩa tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, thiếu niên nhi đồng về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta, về truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gắn với các hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tiễn, thông qua những chuyến hành trình đến với các di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ. Qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, như truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ và thiếu niên nhi đồng. Với chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam, hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ đã được đông đảo các bạn nhỏ ở tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia. Đối với mỗi bạn, chắc chắn khi được tham gia chương trình đều cảm nhận được lòng tự hào dân tộc, được tình yêu quê hương đất nước. Từ đó bản thân mỗi bạn sẽ trân trọng và cố gắng nỗ lực rèn luyện bản thân mình ngày một hoàn thiện và phát triển hơn. Hơn 30 năm qua, sự kiện lịch sử Gạc Ma diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Tập thể cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa đã chiến đấu anh dũng, quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với tấm lòng biết ơn và kính trọng, tất cả các bạn dường như thấu hiểu hơn về truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh đi trước. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi lưu giữ những kỷ vật liên quan đến cuộc đời và thân nhân của 64 chiến sĩ Gạc Ma đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường. Các anh đã thắp sáng tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc để những thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Hát quốc ca tại địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Cùng hướng đến các địa chỉ đỏ với tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào, truyền thống cách mạng của dân tộc ta. Ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đi trước. Đồng thời động viên nâng cao ý thức rèn luyện vươn lên trong học tập và trong cuộc sống của bản thân mỗi bạn, để mai này khi lớn lên và trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Hành trình về nguồn đã giáo dục các bạn nhỏ truyền thống uống nước nhớ nguồn, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Hành trình về nguồn tìm hiểu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh địa phương là hoạt động có nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm để từ đó rèn luyện bản thân mình, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Hát quốc ca khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, sự thành kính, biết ơn những lớp người đi trước. Lời ca tiếng hát như giai điệu Tổ quốc yêu thương với biết bao tự hào và quý trọng.